Trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 8, Tòa Nhân dân tỉnh Hà Giang đã mở phiên tòa xét xử công khai vụ án nhận hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Giang, CDC, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 5 tỷ đồng. Theo kết quả điều tra, trong thời gian bùng phát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn nhận tiền để mua sinh phẩm của công ty Việt Á, vi phạm quy định về đấu thầu, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 5 tỷ đồng. Theo đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trần Tuấn, nguyên giám đốc CDC Hà Giang 11 năm tù, bị cáo Phan Thị Kim Dung, nguyên phó giám đốc CDC Hà Giang 3 năm tù cho hưởng án treo, bị cáo Phan Thị Nga, nguyên trưởng khoa xét nghiệm CDC Hà Giang 16 năm 6 tháng tù, bị cáo Tô Minh Huệ, nguyên kế toán trưởng CDC Hà Giang, 9 năm tù. Bị cáo Hoàng Thị Phượng, kế toán CDC Hà Giang, 2 năm tù cho hưởng án treo. Bị cáo Bùi Văn Tuyển, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Liên hợp Dược Hà Giang, 12 tháng tù cho hưởng án treo. Sau 5 ngày lẩn trốn trên núi do sát hại hàng xóm, Lê Đình Thức, trú tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, xuống làng tìm kiếm thức ăn thì bị công an huyện Lộc Hà phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ. Trước đó vào tối ngày 6 tháng 8, do nghi ngờ ông Quách Trọng Bình trú cùng thôn ném đá vào nhà, nên Thức đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát khiến ông Bình tử vong do mất máu cấp. Sau khi gây án, Thức đã bỏ trốn. Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 11 tháng 8, lực lượng trinh sát mật phục đã phát hiện đối tượng nghi vấn có mặt gần khu vực cây xăng An Lộc để tìm thức ăn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, phòng cảnh sát hình sự đã nhanh chóng bắt giữ Lê Đình Thức và đưa về trụ sở công an huyện Lộc Hà để điều tra làm rõ. Chiều ngày hôm qua, một vụ cháy lớn xảy ra tại xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Ngọn lửa đã thiêu rụi một nhà kho và một căn nhà của hai hộ dân, ước thiệt hại nặng nề. Trước đó vào khoảng 13 giờ 15 phút chiều cùng ngày, người dân ở thôn 3 xã Thống Nhất phát hiện lửa bất ngờ bùng phát tại một nhà kho và một căn nhà của hai người dân trên địa bàn. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Bình Phước đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng địa phương triển khai phương án dập lửa. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, vụ cháy đã thiêu rụi một nhà kho và một căn nhà của hai hộ dân, ước thiệt hại nặng nề. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị, vào chiều ngày 11 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên trả lại hồ sơ điều tra bổ sung về một số vấn đề liên quan đến vụ án xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên, gây thiệt hại của nhà nước số tiền hơn 13 tỷ đồng. Sau một thời gian nghị án kéo dài, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên trả lại hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên để điều tra bổ sung làm rõ một số vấn đề, xác minh làm rõ vấn đề trách nhiệm dân sự liên quan đến việc bồi thường, bồi hoàn của các bị cáo, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất theo Điều 230 Bộ Luật Hình sự. Tòa Nhân dân tỉnh Kon Tum vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Ngọc Vinh, 41 tuổi, nguyên giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Kon Plong cùng 3 đồng phạm cùng với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cáo trạng, vào năm 2020, Vinh là giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Kon Plong khi thực hiện dự toán ươm giống hồng đảng sâm hỗ trợ sản xuất năm 2020. Vinh đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, làm trái với dự toán đã được phê duyệt, tự ý thay đổi từ ươm hạt sang mua củ, rồi giao cho các xã lập khống hồ sơ để rút hơn 730 triệu đồng. Số tiền trên, Vinh tự ý xây dựng, mua sắm đồ cho trung tâm. Hậu quả, cây giống kém chất lượng nên bị chết, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 560 triệu đồng. Giúp sức cho Vinh thực hiện hành vi phạm tội còn có Nguyễn Đại Vinh, Trần Thanh Đồng, Nguyễn Ngọc Anh, đều là nguyên giám đốc, phó giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông Thương. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Phan Ngọc Vinh 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Đại Vinh 3 năm tù, Trần Thanh Đồng 2 năm 6 tháng tù và Nguyễn Ngọc Anh 1 năm tù cùng với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Vừa trộm cắp xe máy của người dân tại thị trấn Đạm Ri, huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng, Hồ Lê Hữu Triệu 17 tuổi trú tại thành phố Hồ Chí Minh đang tẩu thoát theo hướng về thành phố Bảo Lộc thì bị lực lượng công an và người dân vây bắt. Trước đó vào trưa ngày 10 tháng 8, Công an huyện Đạ Hoai tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy rồi tẩu thoát theo quốc lộ 20 theo hướng lên thành phố Bảo Lộc.
Đến khoảng 12 giờ 40 phút cùng ngày, tại cây xăng dầu đèo Bảo Lộc, các lực lượng công an cùng người dân đã phối hợp đón đầu bắt giữ Triệu cùng tăng vật là chiếc xe máy do đối tượng vừa trộm cắp. Tại cơ quan công an, Triệu khai nhận đã cùng 3 thanh niên khác từ thành phố Hồ Chí Minh lên Lâm Đồng với mục đích trộm xe máy bán để lấy tiền tiêu xài. Ngoài chiếc xe máy là tăng vật của vụ trộm, cơ quan công an còn thu giữ 2 chiếc xe máy, một số dụng cụ phá khóa mà các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi trộm cắp xe máy. Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an huyện Đạ Hoai tiếp tục điều tra và truy bắt các đối tượng liên quan. Hơn 100 kg pháo hoa nổ được ngụy trang trong các bao tải hàng vận chuyển trái phép về địa bàn tỉnh Phú Thọ để tiêu thụ vừa bị lực lượng công an huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ phát hiện bắt giữ. Tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 88A15513 do Nguyễn Đức Thịnh sinh năm 1988 điều khiển, trên xe có Vũ Công Hiểu sinh năm 1990, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe chứa 80 khối hình hộp nghi là pháo hoa nổ có trọng lượng 104 kg. Tại cơ quan công an, Hiểu khai nhận số khối hình hộp trên là pháo hoa nổ được đối tượng mua về cất giấu, đến dịp cuối năm sẽ bán nhằm kiếm lời. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cẩm Khê đã tạm giữ hình sự Hiểu để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Điều tra mở rộng, cơ quan công an đã tạm giữ Giáp Vũ Quân sinh năm 1992 ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Bước đầu, Quân khai nhận đã bán số pháo hoa trên cho Hiểu vào ngày 1 tháng 8 năm 2023. Tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Ủy ban Nhân dân, Công an phường Nam Cường vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình phường sạch về ma túy. Đây là mô hình điểm đầu tiên của tỉnh Lào Cai thể hiện sự quyết tâm đồng lòng phối hợp của cả hệ thống chính trị, các lực lượng và nhân dân trong việc quét sạch ma túy trên địa bàn. Việc xây dựng mô hình phường sạch về ma túy trên địa bàn phường Nam Cường nhằm nâng cao và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cũng như công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cụ thể là không để xảy ra các vụ việc đột xuất bất ngờ và hình thành điểm nóng về hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn phường. Thưa quý vị, ngay tại thủ đô Hà Nội, nhưng người dân vẫn phải sống cùng với ô nhiễm nặng nề từ nhà máy thải ra. Và mặc dù đã phản ánh rất nhiều lần lên chính quyền địa phương, nhưng tình hình vẫn không được giải quyết. Câu chuyện xảy ra tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, khi nhà máy may Việt Pacific nằm ngay giữa khu dân cư trên đường Thanh Bình. Phóng viên truyền hình Công an Nhân dân đã có mặt ghi nhận thực tế. Những ngôi nhà khang trang, tưởng chừng như người dân sẽ được sống trong điều kiện tốt nhất. Tuy nhiên, phía sau nó lại là một câu chuyện hoàn toàn trái ngược. Thưa quý vị, ngay sát nhà người dân là một nhà máy may đang hoạt động như thế này. Và hậu quả của nó đem lại là những bụi bông như thế này. Và len lỏi khắp vào vật dụng đồ dùng của nhà người dân, khiến cho cuộc sống nơi đây gặp rất là nhiều khó khăn. Dù đã phản ánh lên chính quyền địa phương cũng như nhà máy, tuy nhiên thực trạng này vẫn chưa được xử lý và khắc phục. Giữa nhà dân và nhà máy may được ngăn một tấm bạt đen. Và tất nhiên, tấm bạt này không thể ngăn được bụi. Bụi bông bám khắp mọi nơi. Có chỗ đã hình thành một lớp dày như thế này. Người dân cho biết nếu không thường xuyên quét dọn, sân nhà sẽ bị phủ trắng bởi lớp bụi. Để ngăn bụi, người dân dùng đủ mọi cách. Cái bụi bông từ bên nhà máy họ xả sang bằng hàng chục cái quạt công nghiệp rất lớn. Thế là khi mà nhà chúng phải che hết cái tấm nhựa này để che chắn lại, nhưng mà nếu mà không che thì bụi nó vào như sương mờ. Thế mà tình trạng này nó diễn ra nhiều năm rồi. Nhà máy nằm ngay sát khu dân cư. Nhà ông Long là một trong những gia đình hàng ngày hàng giờ phải hứng chịu tiếng ồn bụi bông từ nhà máy. Quạt xả công nghiệp hoạt động hết công suất, xả thẳng vào nhà người dân. Khí thải của nhà máy được xả trực tiếp ra môi trường như thế này. Nhiều lần kiến nghị với nhà máy, kiến nghị với lại làm đơn từ đấy, là kiến nghị với các cái cơ quan chức năng. Thế mà họ chỉ có đối phó một cái trong cái khoảng thời gian đấy thôi, tức là
lắp tạm cái lưới vào là trong cái tầm độ khoảng nửa tháng một tháng, khi mà cái bụi bông nó vít kín cái lưới là họ lại bỏ ra để lại như cũ. Sau nhiều lần phản ánh nhưng thứ người dân nhận được vẫn là bụi bông, tiếng ồn, khói bụi từ nhà máy may. Trước sự im lặng khó hiểu từ Ủy ban Nhân dân phường Mộ Lao, Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông thì không biết đến bao giờ người dân nơi đây mới được sống trong môi trường trong sạch, đúng nghĩa. Thưa quý vị, dư luận và người dân dành sự quan tâm lớn đối với phiên xét xử vụ cháy quán karaoke tại quận Cầu Giấy làm 3 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy hy sinh khi làm nhiệm vụ. Bị cáo Phạm Duy Hùng, chủ quán karaoke, bị tuyên phạt mức án 10 năm tù về tội danh vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Vâng, bên cạnh công tác tuyên truyền thì việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy là biện pháp cần thiết, tạo răn đe và nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa. Với mong muốn những vụ cháy gây hiệu quả nghiêm trọng về người như vụ cháy ở quán karaoke ở Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội, vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương làm 32 người chết sẽ không tái diễn. Làm như thế nào để việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy thực sự hiệu quả? Vấn đề và chính sách ngày hôm nay sẽ có những phân tích của tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Cảm ơn ông ạ đã dành thời gian tham gia chương trình. Thưa ông ạ, việc các bị cáo bị tuyên án với những cái bản án rất là nghiêm khắc khi mà có các cái vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, điều này thì có tác động răn đe như thế nào và để từ đó thì mỗi công dân sẽ nâng cao hơn ý thức và trách nhiệm của mình trong công tác phòng cháy chữa cháy? Những cái vụ cháy thời gian gần đây là rất thảm khốc và gây ra những cái dư luận là cái lo sợ trong xã hội, cái nguy cơ cháy nổ trong cộng đồng rất là cao, đặc biệt là các cái cơ sở kinh doanh quán bar, karaoke, vũ trường. Và khi đã có hỏa hoạn thì cái hậu quả rất là thảm khốc. Chính vì vậy là trong quá trình là xét xử, giải quyết với các cái vụ án hình sự mà truy tố về cái tội là vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy thì các cái bản án thời gian gần đây là rất nghiêm minh. Ví dụ như là cái bản án liên quan đến cái vụ cháy ở Trần Thái Tông dẫn đến 13 người tử vong thì mức hình phạt đều là 7 năm đến 9 năm tù. Còn với cái bản án mà tòa án thành phố Hà Nội vừa xét xử liên quan đến cái vụ cháy ở Quan Hoa, Cầu Giấy thì bị cáo cũng phải đối mặt với hình phạt đến 10 năm tù. Thì đó là những cái hình phạt rất là nghiêm minh cho những bị cáo, những người mà vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Thưa ông ạ, hiện nay thì các cái vi phạm về phòng cháy chữa cháy thì đã được quy định cụ thể như thế nào trong bộ luật hình sự ạ? Pháp luật Việt Nam thì có quy định rất cụ thể về phòng cháy chữa cháy và quy định rất cụ thể về trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong hoạt động kinh doanh những lĩnh vực mà có thể dẫn đến phòng cháy, có thể dẫn đến cháy nổ. Ví dụ như là kinh doanh nhà hàng, khách sạn, kinh doanh karaoke, vũ trường, rồi là những cái ngành nghề kinh doanh những lĩnh vực các chất dễ cháy, và có cả quy định về hoạt động đảm bảo về phòng cháy chữa cháy ở khu dân cư cũng như là các cái khu đô thị. Vì vậy là tất cả các tổ chức cá nhân đều phải tuân thủ quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Nếu trong trường hợp mà có hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là dẫn đến hỏa hoạn và chết người, hoặc là dẫn đến người dân hoặc là nạn nhân mà thương tích từ 61% trở lên hoặc thiệt hại tài sản đến 100 triệu đồng trở lên, thì người vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy sẽ bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Điều 313 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 với chế tài là phạt tù từ 2 năm đến 5 năm tù. Trong trường hợp mà dẫn đến là 2 người chết thì hậu quả sẽ là nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, và cái mức hình phạt sẽ là phạt tù từ 5 năm đến 8 năm. Còn nếu mà trong trường hợp mà chết từ 3 người trở lên thì cái mức hình phạt sẽ là cao nhất là phạt tù từ 7 năm đến 12 năm. Đây là mức hình phạt cao nhất của tội danh vi phạm về phòng cháy chữa cháy được quy định tại Điều 313 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Vâng ạ, thưa luật sư, cá nhân ông thì ông đánh giá như thế nào ạ? Với mức xử phạt với những cái chế tài như thế này thì liệu rằng là đã có đủ sức răn đe và từ đó thì khiến cho cái việc mà chấp hành các cái quy định về pháp luật được nâng lên ạ? Tôi cho rằng là với mức xử phạt cao nhất đến 12 năm tù với cái tội vi phạm về phòng cháy chữa cháy thì so với cái sự phát triển kinh tế xã hội hiện nay, so với cái đặt cái mức hình phạt này trong cái hệ thống hình phạt mà Bộ Luật Hình sự 2015 quy định,
thì tôi cho rằng như vậy là phù hợp, bởi vì là cái hậu quả xảy ra là do lỗi vô ý của cái người gây ra cái hậu quả đó. Lỗi vô ý thì hình phạt đến 12 năm là cái mức chung của các cái hành vi gây thiệt hại đến tính mạng, đến tài sản mà do lỗi vô ý. Còn nếu mà lỗi cố ý mà gây thiệt hại tính mạng của người khác hoặc là thiệt hại nghiêm trọng tài sản thì hình phạt có thể là chung thân tử hình. Nhưng mà lỗi vô ý mà gây ra là thường là các cái điều luật liên quan đến hành vi lỗi vô ý là mức kịch kim nhất, cao nhất là 12 năm. Thì tôi cho rằng là với thiết kế của điều luật, cái chế tài, cái mức hình phạt như vậy tôi cho là phù hợp. Rõ ràng là bên cạnh cái việc là chúng ta có một cái hành lang pháp lý đủ mạnh thì việc tuyên truyền hướng dẫn, đặc biệt là phổ biến các cái quy định về pháp luật trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy thì có vai trò rất quan trọng. Về vấn đề này thì ông tiếp tục có thêm những chia sẻ như thế nào ạ? Cái việc vi phạm về phòng cháy chữa cháy thì không phải là do chế tài đến 12 năm thôi cho nên người ta cố tình vi phạm. Và tôi cho rằng là cái vi phạm ở đây thì nó nhiều yếu tố lắm. Trong đó là cái yếu tố quan trọng nhất mà chúng tôi có thể thấy rằng là đó là ý thức chấp hành pháp luật của người kinh doanh. Cái việc mà phòng thì sẽ được ưu tiên hơn là chống. Và khi đã cháy đã xảy ra thì chắc chắn là có thiệt hại về tài sản, thiệt hại về con người, thậm chí thiệt hại cho lực lượng chức năng phòng cháy. Đó là cái vụ 3 chiến sĩ hy sinh và đó là rất là đau lòng. Cái thiệt hại, cái nguy cơ xảy ra đối với bất kỳ ai khi mà hỏa hoạn xảy ra. Chính vì vậy là cho rằng là phòng cháy là cái nhiệm vụ phải quan tâm nhiều hơn. Và thứ hai là công tác quản lý kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các cái cơ sở, các kinh doanh mà vi phạm phòng cháy là cái điều cần thiết. Còn khi đã xảy ra rồi thì việc áp dụng chế tài là đương nhiên. Và cái chế tài đến 12 năm tù đối với một người chủ kinh doanh thì tôi nghĩ rằng cũng là một cái chế tài nghiêm khắc. Một lần nữa xin cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân và cảm ơn ông về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi các cơ quan đơn vị trực thuộc ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Và thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi các cơ quan đơn vị trực thuộc ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các hãng hàng không, nhà xe thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công bố, công khai giá bán và mức giá vé theo quy định, đảm bảo phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt, bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm thu phí, nhất là trên các trục chính ra vào Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, bến xe, bến tàu, nhà ga, trạm thu phí BOT. Từ ngày 15 tháng 8, thông tư số 24 của Bộ Công an bắt đầu có hiệu lực. Nhiều điểm mới của thông tư số 24 mà người dân cần lưu ý, trong đó có quy định chưa giải quyết đăng ký xe với các trường hợp vi phạm luật giao thông mà không nộp phạt. Sau khi chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm giao thông thì được đăng ký xe theo quy định. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 9, các ngân hàng thương mại sẽ không được phép cho vay để thanh toán tiền góp vốn theo hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư để thực hiện các dự án không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Đây là một trong những quy định mới của thông tư 06 mới được Ngân hàng Nhà nước ban hành. Thông tư mới áp dụng với các dự án không đủ điều kiện kinh doanh. Xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục điểm báo. Thưa quý vị, Cục Hàng không khẳng định quy định hiện hành chưa cho phép sử dụng giấy khai sinh điện tử để thay bản giấy dùng trong giao dịch dân sự. Do vậy, khách chưa được phép sử dụng giấy khai sinh điện tử khi đi máy bay nội địa. Thông tin được đăng tải trên báo Tiền Phong. Cục Hàng không dẫn thông tư 01/2022 của Bộ Tư pháp quy định bản điện tử giấy tờ hộ tịch có giá trị sử dụng như giấy tờ hộ tịch bản giấy trong các giao dịch, thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến, có giá trị thay thế các giấy tờ hộ tịch bản giấy khi làm thủ tục đăng ký hộ tịch trực tiếp. Do vậy, không có quy định việc sử dụng giấy khai sinh điện tử trong làm thủ tục hành chính nên không thể thay giấy khai sinh bản giấy để làm thủ tục đi máy bay. Cục Hàng không cũng thông tin đang đề xuất Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi một số quy định liên quan tới thủ tục hành khách đi máy bay, trong đó đề xuất sẽ áp dụng giấy khai sinh điện tử để thay bản giấy với khách đi chuyến bay nội địa dưới 14 tuổi.
Hiện nay các mạng xã hội trong nước cũng như là xuyên biên giới đều có yêu cầu người dùng xác thực thông tin cá nhân khi đăng ký bằng email, số điện thoại hoặc là căn cước công dân, chứng minh nhân dân. Tuy nhiên, trước tình trạng tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ngày càng gia tăng, Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra yêu cầu các mạng xã hội phải xác thực tài khoản của người dùng bằng số điện thoại di động, thông tin được đăng tải trên báo Công an Nhân dân. Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng việc bổ sung quy định cụ thể về xác thực tài khoản người dùng mạng xã hội bằng số điện thoại là cần thiết bởi tội phạm lừa đảo trên không gian mạng đang có xu hướng gia tăng. Quy định này xuất phát từ yêu cầu về quản lý nhà nước cũng như là nhu cầu của người dân muốn quản lý chặt chẽ hơn các tài khoản mạng xã hội để hạn chế lừa đảo trực tuyến. Bên cạnh đó, mạng xã hội rất rộng, việc xác thực bằng số điện thoại cá nhân sẽ góp phần để người dùng nâng cao trách nhiệm và ý thức khi cung cấp thông tin lên mạng xã hội, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho các cơ quan chức năng giám sát, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm. Báo Kinh tế và Đô thị cuối tuần đăng tải bài viết có nhan đề "Gỡ vướng chính sách cho thị trường bất động sản, linh hoạt vận dụng cơ chế". Nội dung bài viết đề cập đến việc sau thời kỳ khủng hoảng vì đại dịch COVID-19, trong vòng 2 năm qua, chính phủ đã ban hành hàng loạt cơ chế nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thị trường bất động sản hồi phục, tăng trưởng trở lại. Thế nhưng thực tế, đến nay vẫn gặp muôn vàn khó khăn. Theo đánh giá, đây chính là hệ quả của việc thực hiện cơ chế chưa thực sự linh hoạt. Các chuyên gia cho rằng những giải pháp mới đang phát huy ở giai đoạn là trấn an tinh thần, chưa đủ độ ngấm và lực để trở thành đòn bẩy, tạo cú hích cho thị trường bật dậy. Quan trọng nhất lúc này chính là vấn đề về nguồn vốn, cần tiếp tục giảm lãi suất như chỉ đạo, định hướng của chính phủ, ngân hàng nhà nước. Các bộ, ngành liên quan sớm giải quyết dứt điểm những vụ việc nhằm củng cố lại niềm tin nhà đầu tư đối với trái phiếu doanh nghiệp, khuyến khích phát hành ra công chúng bằng việc đơn giản hóa, rút ngắn thủ tục, thời gian phê duyệt. Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành vào đầu tháng 8 vừa qua, hướng đến chuẩn hóa xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống, hạn chế những bất cập, hủ tục khi thực hành lễ hội tại Việt Nam. Báo Lao động đề cập qua bài viết "Nâng cao tiêu chí môi trường văn hóa lễ hội truyền thống". Bộ tiêu chí gồm 3 phần, trong đó nội dung chính quy định cụ thể 9 tiêu chí từ công tác quản lý, cơ sở vật chất, trang thiết bị, an ninh trật tự và an toàn xã hội. Tương ứng với 9 tiêu chí chung là các tiêu chí cụ thể, quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị tổ chức lễ hội, ban tổ chức lễ hội, cơ sở cung ứng dịch vụ, người tham gia lễ hội. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, việc ban hành bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống sẽ mang lại hiệu quả tích cực. Việc có các hướng dẫn rõ ràng giúp ban tổ chức lễ hội hiểu được những yêu cầu cần thực hiện để tạo nên một không gian lành mạnh, tôn trọng giá trị văn hóa và đảm bảo sự tham gia an toàn của người dân. Bên cạnh đó, bộ tiêu chí còn giúp các lễ hội tập trung hơn vào việc thể hiện chân thực giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy sự tôn trọng và bảo tồn di sản văn hóa.